Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Nhịp cầu du học do Ban chuyên đề Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Kính thưa quý vị khán giả, nhiều chuyên gia giáo dục nhận định đại dịch Covid-19 đã góp phần làm thay đổi cách giảng dạy tại các cơ sở đào tạo. Học trực tuyến được nhận định sẽ là hình thức đào tạo ngày càng phổ biến trên thế giới, bởi học trực tuyến không chỉ phát huy tác dụng khi cả thế giới bị giãn cách do đại dịch, mà trong tương lai, học trực tuyến còn giúp giáo dục trở nên không biên giới và dù ở bất kỳ đâu, con người vẫn có cơ hội tiếp cận tới những cơ hội học tập mà họ mong muốn. Tuy nhiên, vì còn khá mới mẻ, học trực tuyến cũng đem lại nhiều khó khăn cho chính các bạn học sinh. Tại Mỹ, thì kết quả của một cuộc khảo sát 400 sinh viên tại các trường đã triển khai chương trình học trực tuyến cho thấy có đến 64% sinh viên lo lắng về việc tập trung và tính tự giác khi học với hình thức này. Vậy làm thế nào để cho các bạn du học sinh có thể tự tạo được động lực học trực tuyến mỗi ngày? Trong số phát sóng ngày hôm nay, Nhịp cầu du học sẽ giúp cho các bạn tìm hiểu thêm về hình thức học tập này thông qua những chia sẻ hữu ích từ chính các bạn du học sinh từ nhiều nước trên thế giới. Thông qua các nền tảng trực tuyến như Google, Zoom, Microsoft, Skype, học sinh, sinh viên có cơ hội học tập, tương tác với giảng viên giống như môi trường giáo dục trong thế giới thực. Song song đó, giảng viên cũng sử dụng những phần mềm quiz, test trực tuyến để đánh giá kiến thức, đo lường về mức độ hiểu bài của sinh viên ngay trong quá trình giảng dạy trước khi chuyển sang chủ đề khác. Sau khi kết thúc giờ học, các bài giảng sẽ được thu lại và tải lên hệ thống quản lý học trực tuyến của nhà trường để các học sinh sinh viên dễ dàng xem lại và ôn tập lại khi cần thiết. Hệ thống này cũng cho phép học viên truy cập giáo trình học, thời gian biểu trực tuyến cũng như cập nhật những thông báo mới nhất từ giảng viên. Mỗi sinh viên cũng sẽ có hồ sơ điện tử cũng như cổng thông tin của riêng bạn, cho phép bạn có thể làm mọi thứ để phục vụ cho việc học, từ việc tham dự các bài giảng trực tuyến, truy cập tài liệu học tập cần thiết, nộp tiểu luận cho tới việc tham gia các diễn đàn học tập. Hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục cũng đã áp dụng hình thức tổ chức hội thảo trực tuyến trên website, thu hút sự tham gia của số lượng lớn các bạn sinh viên, góp phần tạo ra một môi trường giáo dục mở trên thế giới. Qua đoạn clip vừa rồi thì chắc hẳn là các bạn cũng đã có cho mình một cái nhìn tổng quan về phương pháp dạy và học online hiện nay trên thế giới. Và bây giờ, để có thể hình dung được rõ hơn, Nhịp cầu du học sẽ đưa các bạn đến Úc để gặp gỡ một nhân vật vô cùng dễ thương ngày hôm nay nhé. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phương Uyên. Hiện nay mình đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành luật ở trường đại học Griffith tại Brisbane. Xin chào Phương Uyên, đối với một sinh viên năm 2, việc ở xa gia đình trong thời điểm dịch như vậy chắc là ba mẹ cũng lo lắng cho con gái lắm đúng không? Bố mẹ mình rất lo lắng vì mình ở đây có một mình à. Đi lại đều phải bắt phương tiện công cộng như là xe buýt, tàu và sẽ phải share phương tiện chung với lại nhất rất là nhiều người. Mình cảm thấy mình khá là may mắn vì chủ nhà mình thuê rất là tốt bụng và luôn quan tâm đến mình. Cô chủ nhà luôn luôn đưa đón mình trong thời gian đó nên mình dường như không cần phải bắt xe buýt trong khoảng thời gian dịch bùng phát mạnh. Theo mấy anh được biết thì từ thời điểm dịch Covid-19 bùng phát đến hiện nay thì Uyên cũng không có cần tới trường mà chuyển sang học online. Vậy Uyên cảm thấy là việc học online này như thế nào? Thời gian đầu thì mình không thích cách học online này một xíu nào cả. Mình khá là bỡ ngỡ vì mình vẫn chưa quen với cách học mới này. Đồng thời đối với mình, tiếng giảng bài của thầy cô qua máy vi tính hơi khó nghe hơn so với tiếng giảng bài khi mình nghe trực tiếp. Nên có đôi khi mình không hiểu thầy cô đang giảng gì cả. Nhưng giảng viên của mình khá là quan tâm đến sinh viên và luôn phản hồi các email thắc mắc từ tụi mình nhanh chóng. Các giờ học online đều được thu video lại, cũng như các slides bài học đều được đăng lên trên trang web của học sinh, nên mình có thể xem lại bài giảng và những chỗ mình chưa hiểu bất kỳ lúc nào. Dần dần thì mình cũng quen với cách học mới này và hiện tại thì mình khá là thích nó. Vì mình chủ động về mặt thời gian hơn này và cả địa điểm hơn nữa. Chỉ có một điều khá là buồn là mình không được lên lớp để gặp mặt và trao đổi với bạn bè trên đại học. Vậy trong thời gian mà Uyên chưa quen với việc học online thì bản thân Uyên đã làm thế nào để tự tạo động lực cho bản thân và theo kịp các bài giảng ở trên lớp ha? Bản thân mình thì mình sẽ làm một thời khóa biểu và theo sát lịch học đó, cũng như hẹn bạn bè thân thiết cùng nhau học online để có thể trao đổi về bài giảng. Và cuối tuần thì tụi mình sẽ hẹn nhau cùng lên thư viện học bài. Do trường tuy là tụi mình học online nhưng mà thư viện trường vẫn mở cửa cho học sinh có thể tham khảo tư liệu, nên cũng có không gian để cho tụi mình thi thoảng gặp nhau và cùng nhau học tập.
sau một khoảng thời gian nhờ học cùng với các bạn trong lớp thì mình đã theo kịp bài giảng của thầy cô. Hiện tại tình hình ở Úc như thế nào rồi? Và sắp tới thì trường Uyên có dự định cho học sinh học offline hay là vẫn tiếp tục học online? Hiện nay thì tình hình dịch bệnh ở Úc cũng khá là ổn. Sắp tới trường mình có tạo điều kiện cho sinh viên lựa chọn giữa lớp online và offline. Mình thì chắc là mình sẽ chọn lớp offline vì mình muốn được gặp lại bạn bè trên đại học và có thể làm quen được nhiều bạn mới cũng như là tham gia các câu lạc bộ và các sự kiện ở trong trường. Nghe qua thì thấy Uyên khá là phấn khích với việc học offline ha. Hy vọng là Uyên sẽ vui hơn cũng như là tiếp thu rõ hơn bài giảng của thầy cô nha. Cảm ơn Uyên rất nhiều. Cảm ơn mọi người, chào tạm biệt mọi người. Có thể thấy học online tùy theo mỗi người lại có những cảm nhận khác nhau. Không chỉ Phương Uyên thôi đâu mà cũng có rất nhiều bạn cũng không có thích học online lắm và phải thích nghi dần dần nhờ vào nhiều phương pháp. Như là Phương Uyên thì chọn là việc học nhóm, lên kế hoạch và xác định công việc cần làm. Đây là cách tốt nhất để có thể duy trì tiến độ học tập trực tuyến. Vậy còn suy nghĩ về việc học online của các bạn du học sinh khác thì sao? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn Quỳnh Nhi, một du học sinh đến từ Phần Lan nhé. Xin chào Quỳnh Nhi, bạn đang ở đâu thế? Mình đang đi làm, đây là logo nhà hàng mình làm. Vừa học vừa làm như vậy thì bạn có gặp nhiều khó khăn gì không ha? Tại vì đang dịch lockdown thì bên mình kiểu chỉ có bán mang đi thôi á, thì khách người ta không có tới ăn, mọi người thấy đó, ghế dựng ngược lên luôn là khách không được ngồi vào. Bọn mình chỉ có bán mang đi thôi, cho nên là khách kiểu cũng lai ra ít. Thì mình mới được mang lab lên trên quán học bài mình vừa mới học online xong. Nhắc đến học online thì chương trình học online của bạn như thế nào? Có bị áp lực giống như là ở trường không? Trường mình kiểu dồn hết chương trình 4 năm về trong 2 năm rưỡi. Xong rồi 2 năm rưỡi đó là kiểu học một môn trong 3 tuần. Trong 3 tuần đó mỗi người bọn mình sẽ đọc một chương sách tiếng Anh khoảng 30-45 trang. Xong bọn mình cũng sẽ có deadline trong ngày. Kiểu thay vì kiểm tra giữa kỳ với cuối kỳ thì mình kiểm tra theo tuần. Cuối một tuần là sẽ có một bài kiểm tra, xong chưa kể là có những môn cuối sẽ có một cái project xuyên suốt môn nữa. Kiểm tra nhiều vậy chắc chắn là áp lực lắm đúng không? Bản thân Nhi thì Nhi cảm thấy là thích học online hay là học offline hơn? Tất nhiên là thích học offline hơn rồi. Học offline thì được interact các thứ, xong rồi nhiều khi bọn mình còn được guest speaker hoặc là đi kiểu business trip. Không phải business trip mà kiểu day trip à. Thì bọn mình sẽ được tới công ty, xong rồi được tham quan, dòm ngó, được nghe thuyết trình, được liên kết, xong được social network với những người mà đang làm công ty, rồi mình biết những cái vị trí task cụ thể như thế nào. Thích hơn là học online chả được đi đâu hết. Mà anh tin chắc là không chỉ đối với Nhi mà còn nhiều bạn khác đều cho rằng là học online gây mất tập trung và rất là chán đúng không? Riêng bản thân bạn thì bạn đã làm cách nào để có thể chống chán nè, theo được bài giảng của thầy cô? Mình tự cô lập mình trong cái không gian của mình, xong mình đeo tai nghe các thứ. Với lại chịu khó xem trước nội dung bài hôm nay có gì. Mình nghĩ là nên dọn dẹp nhà ở bàn học. Góc học tập của mình rất là đẹp nha, phòng mình rất là xinh. Phòng ốc bừa bộn, xấu thì làm gì ai có mood mà học đúng không? Đó, nên là phải dọn. Xong rồi còn đây, nốt của mình lúc này cũng rất là gọn đẹp và màu mì. Đó, là các mình tổ chức học hành nghiêm chỉnh để có tinh thần học. À Nhi ơi, không biết là hiện tại tình hình ở Phần Lan như thế nào rồi? Và sắp tới thì trường của Nhi có dự định cho học sinh quay trở lại trường học hay không? Có khả năng, nhưng mà không chắc chắn lắm, là đến tháng 9 là bọn mình sẽ lại được nhập học bình thường. Chứ giờ còn mùa đông mà ngoài đường còn nhiều tuyết lắm mọi người. Đây, mình sẽ cho mọi người xem. Đó, toàn là tuyết thôi, hôm qua có một cơn bão tuyết. Đến sáng nay trời nắng đẹp ra. Cuối cùng thì Quỳnh Nhi có chia sẻ hay là động viên gì gửi đến cho các bạn đang xem chương trình để có thể vượt qua căn bệnh chán nản khi học online không ạ? Quan trọng là mọi người phải học cái mình thích. Mà nếu mọi người không thích cái mình đang học thì mọi người hãy cố gắng nghĩ là môn học gì cũng có lý do của nó và mình sẽ có một cái gì đó hay ho để học được. Tình hình này thì mình không nghĩ là nó sẽ kéo dài lâu. Một con Covid không thể nào ăn hiếp cả thế giới được. Chúng mình phải lạc quan lên, vui vẻ lên. Rồi gửi tới những bạn du học sinh cũng đang xa nhà như mình thì cuộc đời chúng ta rồi sẽ tươi sáng như ngày nắng đẹp hôm nay. Mặc dù ngoài trời đang là âm 20 độ nhưng chúng ta vẫn rất là đẹp. Yeah.
Vâng, và như Quỳnh Nhi chia sẻ thì rõ ràng một con Covid không thể nào ăn hiếp được cả thế giới, phải không quý vị? Và Mai Anh tin chắc là các bạn sẽ có thêm cho mình những tips tạo động lực học mới để có thể vượt qua đại dịch này một cách suôn sẻ hơn. Ví dụ như là dọn dẹp không gian học tập chẳng hạn. Việc sở hữu một không gian học tập gọn gàng, đầy đủ tiện nghi học tập và ánh sáng sẽ giúp cho bạn cảm thấy hứng khởi để bắt đầu việc học của bạn. Và bạn cũng có thể là dành thời gian đầu tư cho không gian học tập của mình bằng việc là dán một vài câu danh ngôn truyền cảm hứng, liệt kê những mục tiêu học tập hay là trang trí một chậu hoa nhỏ. Điều này tuy nhỏ nhưng mà sẽ khiến cho bạn cảm thấy thích thú và hứng khởi hơn trong việc học tập. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Canada và gặp gỡ Thanh Bằng, một du học sinh đang theo học tại đây nhé. Chào mọi người, mình tên là Thanh Bằng, hiện tại mình đang học sinh năm thứ 2 ngành quan hệ công chúng, trường Humber College, Canada. Xin chào Thanh Bằng, thêm anh được biết là Thanh Bằng ngoài giờ học còn đi làm thêm nữa. Vậy thì không biết là tình hình dịch bệnh hiện tại đang như thế nào rồi, có gây ảnh hưởng khó khăn đến cho cuộc sống hay là công việc của bạn hay không? Ngoài những phương pháp học tập thay đổi, thì ở thời điểm hiện tại, thách thức lớn nhất của mình đó là về phần công việc. Khi mà số giờ làm việc của mình đã bị thay đổi và cắt giảm xuống, việc lại ảnh hưởng trực tiếp đến tới kinh tế sinh hoạt hàng ngày của mình. Do đó mình phải đi tìm kiếm một công việc mới. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại do dịch Covid nên là việc tìm kiếm việc làm cũng khá là khó khăn. Thanh Bằng vừa có nhắc đến là phương pháp học tập thay đổi và mấy anh chắc chắn là sự thay đổi này là chuyển từ học truyền thống sang học online. Vậy đối với bạn thì học online khác biệt như thế nào so với phương pháp học tập trước đây và bạn cảm thấy như thế nào trước sự thay đổi này ạ? Cụ thể như là trước kia mình mất thời gian tầm khoảng từ 45 phút cho tới 1 tiếng để mình tới trường và tham gia vào một lớp học. Thì giờ đây mình có thể thay đổi phương thức học bằng phương thức học trực tuyến tại nhà qua ứng dụng Zoom. Ngoài ra đối với bản thân mình thì mình thấy rằng khi mình ngồi học một mình nó sẽ giúp mình tập trung hơn khi mà mình ngồi học trên lớp bị ảnh hưởng bởi những âm thanh ồn ào bên ngoài. Còn về phần nội dung học thì mình thấy rằng tuy là học tập trực tuyến tại nhà nhưng các giáo sư tại trường luôn luôn cập nhật những thông tin đầy đủ nhất để truyền tải cho học sinh chúng mình hiểu và tiếp thu bài một cách nhanh nhất. Hiện tại tình hình dịch bệnh ở Canada như thế nào rồi và chính phủ có những ban hành chính sách mới cho việc quay lại trường học chưa bằng? Chính phủ chưa đưa ra những thông báo mới của việc quay lại trường học, do đó mình nghĩ rằng việc học trực tuyến tại nhà sẽ là phương pháp tối ưu nhất của mình trong những học kỳ tới. Cảm ơn những chia sẻ của Thanh Bằng. Chúc bạn sẽ kiếm được một công việc làm thêm và học tập thật là tốt nhé. Thưa quý vị, có thể thấy là dịch Covid mặc dù đã bước sang năm thứ 2 nhưng vẫn còn gây ra nhiều ảnh hưởng rất lớn đến thế giới nói chung và cuộc sống cũng như là việc học tập của các bạn như học sinh nói riêng. Trong đó thì việc chuyển đổi phương pháp học tập từ offline sang online dù còn những bỡ ngỡ nhưng mà cũng là một cách để cho các bạn học sinh có thể rèn luyện cho mình ý thức tự giác học tập. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng xem một đoạn clip nhỏ tổng hợp lại một số mẹo nhỏ để việc học online hiệu quả hơn nhé. Để học tập online hiệu quả hơn, nhiều phương pháp đã được áp dụng nhằm giúp học sinh sinh viên có thể đấu tranh chống lại căn bệnh lười và đạt được kết quả tốt. Cụ thể, thiết lập không gian học tập. Một không gian học tập thích hợp sẽ có đầy đủ các dụng cụ học tập, bàn ghế, ánh sáng tốt, không khí thông thoáng. Ngoài ra, người học cần tránh xa các yếu tố gây phiền nhiễu như TV và tiếng ồn. Sắp xếp thời gian học tập. Hãy bắt đầu bằng cách ngồi xuống với một bản kế hoạch và dành thời gian cho việc học, lên lịch hàng tuần và tuân thủ chặt chẽ theo những gì đã dự định. Điều đó giúp bạn tự chủ động sắp xếp được thời gian của bản thân mà vẫn đảm bảo kế hoạch học tập. Ghi chép. Các bạn có thể viết lại chủ đề chính của bài học, tóm tắt nội dung học để xem lại sau mỗi buổi. Chủ động. Để việc học trực tuyến đạt hiệu quả cao, học viên cần đặt câu hỏi cho giáo viên về bất cứ điều gì mình chưa rõ. Ngoài ra, việc cùng nhau thảo luận và học nhóm trực tuyến sẽ giúp bạn cảm thấy mình không đơn độc trong việc học tập. Và quan trọng nhất là bạn phải chủ động học tập mọi lúc mọi nơi. Có thể thấy, dù học trực tuyến hay truyền thống, thì bí quyết để đạt được kết quả học tập tốt phụ thuộc rất lớn vào tinh thần tự giác rèn luyện, trau dồi kiến thức của mỗi học sinh sinh viên. Clip tổng hợp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình kỳ này. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau với những đề tài vô cùng hấp dẫn và bổ ích.